đâu. Ờ lấy đi cho nó tạo bộ rỗng rồi. Đó. Đó đi. Nhà trường tính đổ bê tông cái đoạn đây, lắp cái vòm mái qua đây. Mở bộ kia qua đây. Mày làm coi chứ, mày anh em tao chỉ nghĩ mày làm cho anh em nó coi nó ngủ nè rồi nó. Thớ làm thôi.